Yo, hai cả nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại cái series game về Pokemon Go. Là mình đây, tôi chẳng cả nhà ơi. Tối hôm nay mà mình sẽ làm video cập nhật cái tình hình về chúng ta sử dụng fake cat cũng như là chúng ta sử dụng cách chuyển thể đánh xa thành thể đánh gần nha. Chúng ta sẽ có thêm những cái cách mới. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nào. Đầu tiên về bắt nhanh cái nhà, bắt nhanh Pokemon fake cat hay quick cat gì đấy cũng được cả nhà. Thì game nó mới cập nhật cho chúng ta những cái khi mà bình thường là chúng ta chỉ có kéo ngang như thế này cả nhà. Thì bây giờ nó cập nhật, nó đã mở rộng cho chúng ta cái kiểu như là những cái icon này nó có cái phạm vi hoạt động rộng hơn. Đó, nên cho nên là chúng ta chỉ cần kéo lên thôi nha. Cái cách mới đó là chúng ta chỉ cần kéo cái này lên rồi chúng ta bắt Pokemon nhanh thôi nha. Rồi thoát ra chạy. Đó, xong rồi cả nhà. Đây là cách mà cho những bạn tiết kiệm được cái màn hình cả nhà. Đó, cho nên chúng ta không cần, bình thường mình sử dụng ngón tay mình kéo từ bên này qua rồi mình mới ném, tại vì mình ném bên cái tay phải các bạn. Đó, cho nên là bây giờ mình fix được nó mở rộng rồi thì chúng ta sẽ kéo lên thôi. Nó kéo qua một góc thôi các bạn, là chúng ta quick cat thôi cả nhà. Đó. Ok. Ném nào. Rồi chạy. Đó, xong nha. Bấm vào màn hình chạy này, rồi. Ok, đây là cách mà cái cập nhật về bắt nhanh Pokemon cả nhà có gì tham khảo nha. Rồi, phần thứ hai đó là về chuyển thể xa thành thể gần cả nhà. Ok, bình thường chúng ta sẽ có những cái cách như thế này. Mình đang test trên iPhone X nha cả nhà. X chứ, nếu mà các bạn mà có iPad hoặc là các cái iPhone cũ hơi một xíu thì cả nhà vẫn có thể thử được nha. Đó là những cái cách mà ví dụ những cách cũ nha các bạn cả nhà. Đó là chúng ta lướt ngang. Để trước mình làm video rồi các bạn, lướt ngang rồi chúng ta bấm thì cách này nó đã được fix rồi cả nhà. Nhưng vẫn được nhưng mà nó hơi lâu đó, ra thẻ nha. Rồi cách thứ hai, cách cũ luôn, đó là chúng ta kéo cái này xuống cả nhà, kéo cái này xuống, sau đó chúng ta thoát ra, chúng ta bấm từ 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 vào đây. Nó bấm từ từ thôi nha, không có bấm nhanh cả nhà. Bật xuống rồi bấm vào đây, rồi lặp lại nha, cứ khi nào được thì thôi. Đó là những cái iPhone mà ví dụ như iPhone 8 trở về đời trước thì có thể test được. Đó, hình như là Android cũng được cái nhà. Rồi cứ làm thôi, cứ làm một chút là nó sẽ được cái nhà. Đó, được nha. Rồi, cách thứ 3. Cách thứ 3 cái nhà nha, để mình thoát ra, sau mình vào lại này. Cách thứ 3 để chuyển thể xa thành thể gần cái nhà. Thì đó là chúng ta đẩy cái màn hình từ dưới này lên, cái này chắc cái đời iPhone 10 trở lên mới dùng được rồi. Đó, đẩy lên, sau đó chúng ta bấm nhanh vào, bấm vào cái màn hình rồi chúng ta sẽ bấm từ từ vào đây thôi. Đó, cứ lặp lại thôi cái nhà, khi nào mà được thì thôi nha. Đó, cứ từ từ làm thôi các bạn, nó sẽ được nhưng mà hơi lâu đó. Rồi, và cách cuối cùng mà cái cách này cải tiến nhất đó là các bạn kéo cho mình cái tab bên tay trái xuống, từ trên xuống nha cả nhà, vút xuống nha. Rồi, chúng ta bấm play, chúng ta bấm vào cái này là nó ra cái thẻ luôn, rất là nhanh cả nhà. Thì cái cách này nếu mà các bạn mình có test trên iPad thì nó không được, khi mà bấm thả thẻ vào nó sẽ bị lỗi, mặc dù là đứng gần chu chim tầm khoảng mấy chục mét thôi cả nhà. Nhưng mà đối với iPhone cũng như là các thiết bị iOS chung thì nó sẽ được nha. Rồi, đây là bốn cách mà mình cập nhật thêm để cho cả nhà cũng như là các bạn mới chưa biết về cái chuyển thể gần thành thể xa. Ok, Vlog cả nhà sẽ có nhiều cái trải nghiệm hay trong game cũng như là nhớ đăng ký cũng như là subscribe. Hy vọng thì cái cập nhật này sẽ giúp ích cho các bạn khá là nhiều đấy. Rồi, cảm ơn cả nhà, bye bye cả nhà, hẹn cả nhà các video lần sau. Yes sir.